bạn là người yêu du lịch, bạn là người thích trải nghiệm những du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ. Nay Smile Travel xin giới thiệu một du thuyền 5 sao rất nổi tiếng trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ. Đó là du thuyền Stella of the Sea. 6 lý do du thuyền Stella of the Sea được du khách thích thú nhất. 1. Về phong cách hiện đại tiêu chuẩn 5 sao với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. 2. Chỉ mất 2,5 giờ lái xe từ Hà Nội đến bến du thuyền tại Tuần Châu. 3. Các phòng có trang thiết bị sang trọng đầy đủ tiện nghi, phòng có ban công riêng và view rộng toàn cảnh ra vịnh rất đẹp. 4. Khám phá tuyến đường vắng khách của vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đẹp nhất. 5. Tham quan hang sáng tối hoang sơ đầy thơ mộng và thú vị cho du khách. 6. Là một trong những du thuyền có bể bơi rộng và đẹp nhất vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ được nhiều du khách thích thú và check-in nhiều nhất. Thông tin thêm về du thuyền Stella of the Sea, Smile Travel xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Stella of the Sea là du thuyền 5 sao mới hiện đại trên vịnh Hạ Long. Du thuyền được hạ thủy vào tháng 10 năm 2018 với thiết kế 22 phòng rộng rãi, trang nhã, đầy đủ các tiện nghi tốt nhất, cũng như nhà hàng cao cấp, quầy bar, nhìn toàn cảnh hầm rượu, xì gà, câu lạc bộ golf, bể bơi theo mùa, spa chăm sóc sắc đẹp và massage, sân chơi cho trẻ em. Không chỉ cung cấp dịch vụ du lịch sang trọng với tiêu chuẩn an toàn cao nhất, mà du thuyền còn đem đến một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo với một hành trình được nghiên cứu cẩn thận, dịch vụ chu đáo, tất cả góp phần làm cho kỳ nghỉ của bạn trở thành trải nghiệm thật sự khó quên. Nếu bạn quan tâm đến du thuyền Stella of the Sea, hãy đặt ngay chuyến du lịch của bạn với Smile Travel để nhận được ưu đãi tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn.